e-conference của VnExpress nằm trong chuỗi Startup Việt, thì topic ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là chuỗi cung ứng nông nghiệp thời Covid. Chắc hẳn các độc giả cũng giống như các bạn đã trải qua một cái một thời gian cách ly xã hội khá là dài. Một số người vẫn còn ví von là chúng ta đã có một cái mùa Tết thực sự là rất là đáng nhớ. Mọi người và các cái doanh nghiệp đã khá là tê liệt trong vòng gần 3 tháng vừa qua. Thì với cái tâm trạng và với cái khung cảnh như vậy thì VnExpress ngày hôm nay đã ra được một cái chủ đề có liên quan tới chuỗi cung ứng nông nghiệp và các chuỗi supply chain, và làm như thế nào để các cái công nghệ hiện tại có thể hỗ trợ giải quyết một số cái vấn đề. Thì một số các vấn đề nó đã tồn động ngay cả trước cả cái mùa Covid này rồi, và một số vấn đề nó lại nảy sinh mới ra khi mà chúng ta có vấn đề về Covid-19 xảy ra. Thì có mặt trong buổi chia sẻ hôm ngày hôm nay của chúng ta thì trước hết tôi xin giới thiệu, tôi là Chris, là tổng giám đốc điều hành của Infinity Blockchain Venture, là một đơn vị tư vấn về công nghệ blockchain có trụ sở đặt tại Malaysia và Việt Nam. Cùng có mặt với tôi ngày hôm nay là anh Steve Phương Nam đến từ dự án Wildtrace, anh Dũng đến từ công ty Cầu Đất Farm và anh Hùng đến từ Mixon Group. Chào mọi người, tôi tên là Nam, thì tôi là hiện tại là giám đốc điều hành của sản phẩm Wildtrace. Wildtrace là một sản phẩm truy xuất nguồn gốc dành cho các cái sản phẩm đưa lên trên chuỗi cung ứng. Chúng tôi dựa trên công nghệ blockchain để đảm bảo cái tính minh bạch và tính chống xóa sửa của sản phẩm, và nhằm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình lên chuỗi cung ứng một cách minh bạch và dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn. Tôi là Dũng, hiện nay là tổng giám đốc của Cầu Đất Farm. Cầu Đất Farm là vùng nguyên liệu trồng trà, cà phê và các nông sản chất lượng cao nằm tại Đà Lạt. Thì Mixon là một cái hệ sinh thái cung cấp các cái giải pháp về thương mại điện tử và logistics cho thị trường, bao gồm cả hoạt động về xuất nhập khẩu ra thị trường quốc tế. Xin phép được hỏi một câu rất là chân tình với các anh ở đây là doanh nghiệp của các anh trong mùa Covid như thế này đã có những cái tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp của các anh ? Đối với Mixon thì vì chúng tôi hoạt động trong các cái lĩnh vực là cả thương mại điện tử và logistics. Chính vì vậy nên là một số những cái hoạt động về thương mại điện tử ấy, thì nó tạo ra cho chúng tôi cũng có một số những cái idea mới về mặt thị trường hay là về mặt nhu cầu khách hàng, để qua đó điều chỉnh những cái hoạt động trong cái hoạt động nội tại để có thể mang đến cho khách hàng cái trải nghiệm tốt hơn. Thế còn về cái mảng logistics ấy, thì thực sự là chúng tôi bị tác động rất là mạnh mẽ, đặc biệt là những cái sản phẩm hay là những cái tuyến hướng vận chuyển từ nước ngoài về, mặc dù là không bị tắc biên vì chúng tôi không đi đường bộ, nhưng mà đi đường sắt thì những cái hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở tại Trung Quốc cũng không được bình thường. Chính vì vậy nên là toàn bộ cái nhịp độ nó bị giảm đâu đó mất khoảng tầm 70-80%. Thì chắc chắn là qua cái dịch mùa dịch Covid-19 vừa rồi thì cả hai ngành nghề sản xuất trồng trọt cũng như là du lịch thì chịu tác động rất là nhiều. Trong đó cụ thể thì riêng cái mảng du lịch của chúng tôi là gần như là đã sụt giảm, và gần như là không còn khách tham quan hay là khách đến thăm quan Đà Lạt nói chung cũng như Cầu Đất Farm nói riêng. Đồng thời thì cái mảng trồng trọt sản xuất cũng bị ảnh hưởng, mà lý do chính thì là toàn bộ cái chuỗi cung ứng của cái hệ thống sản xuất cũng như hệ thống phân phối nông sản ở Đà Lạt, ở Việt Nam, và có thể là cả cái xuất khẩu cũng bị đóng băng, từ cái việc là nhu cầu của khách hàng xuất khẩu giảm sút, đồng thời là các cái lệnh cách ly cũng như là cái nhu cầu sụt giảm trong nội địa, và quan trọng nhất thì vẫn là cái bài toán về cung ứng, tức là tất cả những cái đối tác trong cái chuỗi cung ứng cũng bị chịu tác động và chịu cú sốc rất là lớn trong mùa dịch vừa rồi. Nhưng ngược lại thì chúng tôi cũng nhìn thấy những cái tín hiệu khả quan trong mùa dịch, tức là đây là cơ hội để các cái doanh nghiệp như Cầu Đất Farm tái cơ cấu lại, cũng như là nhìn lại cách nghĩ, cách làm, đồng thời là cũng chuẩn bị cho cái lộ trình tương lai khi mà thị trường có những cái dấu hiệu khởi sắc. Thì chúng tôi cũng tin rằng là nông nghiệp và có thể là du lịch cũng sẽ là hai cái ngành mà bật lại rất là nhanh và sẽ tăng trưởng nhanh khi mà thị trường tốt hơn. Thực chất là khách hàng của Wildtrace thì chủ yếu là khách hàng B2B, cũng là các cái đơn vị liên quan đến các đơn vị sản xuất, các đơn vị làm dịch vụ khá là nhiều. Cho nên trong mùa Covid này thì những cái khách hàng hiện tại của Wildtrace cũng gặp một số cái khó khăn nhất định. Thì nhưng ngược lại cũng giống như anh Dũng chia sẻ thì trong nguy thì có cơ. Và trong cái thời điểm này khá là nhiều doanh nghiệp về dịch vụ, khá nhiều doanh nghiệp sản xuất họ đã liên hệ với lại Wildtrace để
có những cái chuẩn bị, họ đã tìm hiểu, họ đã liên hệ với chúng tôi để họ có những cái chuẩn bị tiếp theo sau khi cái mùa dịch kết thúc này, thì họ sẽ có mong muốn những cái triển khai. Thì xin phép là đi vào cái phần nội dung số 1, cái phần chính của nội dung chính của chúng ta, đó là một số các cái vấn đề tồn động của chuỗi cung ứng về nông nghiệp. Thì chắc là em sẽ bắt đầu tiên với anh Hùng. Thì trong các diễn giả thì anh Hùng ở đây có cái hệ thống về system, về hệ thống có vẻ khá là cồng kềnh và có rất là nhiều cái mô hình hoạt động ngay dưới cái group của anh. Thì anh Hùng có thể chia sẻ một trong những cái vấn đề mà anh nghĩ ngay lập tức đối với cái chuỗi cung ứng mà trong cái việc điều hành của anh nó sẽ có những cái vấn đề như thế nào? Đấy thì trong cái quá trình vận hành vừa rồi, trong cái việc đưa cái giải pháp vận chuyển công lạnh tự hành xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc ấy, thì nó bộc lộ ra trong cái chuỗi cung ứng về nông sản nói chung và hoa quả nói riêng thì nó có khá nhiều những cái vấn đề mà các cái giải pháp về blockchain mà có thể thích ứng và cung ứng được, đưa ra các giải pháp được cho các cái người kinh doanh trong cái lĩnh vực này. Đầu tiên ấy, phải nói đến cái tính gọi là cái tính tự động hóa ở trong cái mảng này gần như là không có. Tức là với 9 loại quả chúng ta xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất, thì tất cả những cái data dữ liệu về 9 cái loại quả này thì bọn mình thấy gần như là không có. Đấy, mà nó không có một cái tiêu chuẩn nào cả, nó không có một cái bộ tiêu chuẩn nào về sản phẩm. Khi mà cái người mua hay là khi mà mình phải đứng ra để làm các thủ tục về xuất nhập khẩu thì gần như là tất cả các cái thông tin này bọn mình phải chủ động yêu cầu các cái nhà vườn họ cung cấp. Và khi vì nó cũng không có một profile chuẩn nên khi các thông tin cung cấp này nó cũng không được liền mạch. Là như vậy là gì? Công ty cung cấp cái giải pháp về logistics lại phải đứng ra để làm gì? Hệ thống hóa lại toàn bộ. Cái vấn đề thứ hai mình thấy tồn tại rất là lớn là gì? Là những cái yêu cầu của thị trường nhập khẩu nó không được truyền thông đầy đủ đến cái người mà thu hoạch trái cây rồi đóng gói trái cây để xuất khẩu, đặc biệt là khi mà tác động bởi dịch bệnh Covid dẫn đến những cái người kiểm dịch, những cái cán bộ hải quan ở các hai đầu đất nước hay là những cái người thực hiện các cái công đoạn mà hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu này, và họ ít người rồi thì họ lại phải thực hiện một cái khối lượng công việc rất là nhiều nữa. Chính vì vậy nên là nó làm cho cái chuỗi cung ứng hàng ngày nó lại càng càng gặp khó khăn hơn. Thực tế thì cá nhân tôi nghĩ là Coder Farm là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt nông nghiệp thì cũng đâu đó gặp những vấn đề tương tự như anh Hùng chia sẻ, đặc biệt là trong giai đoạn mà bệnh dịch vừa rồi thì các cái vấn đề đó bộc lộ ra rõ hơn. Nhưng mà cơ bản thì những cái bài toán trong trong nông nghiệp như là trồng trọt, vận chuyển, đồng thời là phân phối đến các đại lý và các người tiêu dùng cuối cùng, thì đấy là bốn cái bài toán rất là lớn trong ngành nông nghiệp nói chung và Coder Farm nói riêng. Coder Farm có xuất khẩu, có một cái may mắn hơn có thể là hơn nhiều cái vùng nguyên liệu và cái công ty sản xuất khác là chúng tôi đã có cái mạng lưới phân phối truyền thống, tức là các khách hàng đối tác lâu năm, khi họ thu mua nguyên liệu ở vùng Đà Lạt cũng như là vùng Coder nói riêng. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi nghĩ là các cái đối tác của chúng tôi cũng không chịu nhiều ảnh hưởng và chịu nhiều cú sốc trong cái phần triển khai các cái chuỗi phân phối sản phẩm của mình, các cái chuỗi nông nghiệp và đặc biệt là các bài toán lớn mà Coder Farm gặp phải. Đấy là các cái thay đổi ở mặt thị trường sẽ tác động rất là lớn đối với cái phương thức cũng như là cái khâu sản xuất trồng trọt. Tôi lấy ví dụ một việc là ví dụ như cây cà phê đâu đó phải mất khoảng 3-4 năm trồng, sau đó thì mới đến cái kỳ thu hoạch đầu tiên. Tương tự như vậy cũng khoảng thời gian rất dài đối với cây trà, và đặc biệt là ở các cái loại nông sản mà đòi hỏi mà thị trường đòi hỏi cái chất lượng cao cũng như là chế biến sâu, thì các cái thông tin ở mặt thị trường đó cũng rất là quan trọng đối với các khâu sản xuất. Thì là một đơn vị trực tiếp trồng và chế biến nên chúng tôi hiểu rõ điều đó. Và đồng thời điều đó đang là cái bài toán rất lớn mà chúng tôi phải đối diện khi mà thị trường người tiêu dùng rồi các cái data, các cái dữ liệu đó được bị phân tán và không có sự tập trung. Thì đấy cũng sẽ là cái vấn đề mà tôi tin là blockchain hay là các công nghệ tương tự trong tương lai nếu có thể áp dụng rộng rãi thì cũng sẽ là một cái chìa khóa để giải quyết được bài toán của chúng tôi. Cái yếu tố thứ ba mà tôi nghĩ là cũng sẽ là bài toán lớn đối với các chuỗi nông nghiệp nói chung, đấy là cái phần vận chuyển cũng như là bán hàng. Các anh chị ở đây thì cũng biết, ví dụ như với các nông sản, nông thực phẩm tươi thì cái khâu vận chuyển nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố để đảm bảo là cái hàng hóa, cái thương phẩm của mình đến được tận tay người tiêu dùng là tươi, là sạch.
Rất cảm ơn anh Dũng về cái phần chia sẻ đó của anh. Thì rõ ràng anh đã chia sẻ một trong hai trong các số vấn đề rất là lớn của chuỗi cung ứng cũng giống như là về nông sản của Việt Nam nói chung, đó là việc gốc của các cái sản phẩm cũng giống như là việc bảo vệ các cái thương hiệu, đặc biệt là nông sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ví dụ cụ thể là hiện tại ở Thái Lan cũng đang có một số cái nhãn hàng nước mắm 100% là sản xuất tại Thái Lan, nhưng họ ghi bao bì nhãn của họ là nước mắm Phú Quốc, ví dụ như vậy. Thì làm sao chúng ta có những cái công cụ hiệu quả để giúp chúng ta bảo vệ các thông tin? Về vấn đề này thì nó là cái vấn đề rất là nhức nhối ở trong cái chuỗi cung ứng, không phải chỉ có riêng của một mình Việt Nam hay là các doanh nghiệp Việt Nam nói chung mà của toàn cầu. Cái vấn đề đặt ra là khi chúng ta có một cái sản phẩm rất là tốt ở một cái vùng nguyên liệu rất là tốt, nhưng mà những cái chỗ khác người ta sẽ nhái lại cái sản phẩm đó, người ta đưa vào những cái thông tin sai lệch, thì làm sao để chúng ta kiểm chứng rằng là cái thông tin này là thông tin chính xác? Thế thì nó đi về vấn đề là chúng ta cần phải có một cái hệ thống gọi là hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì nói về lịch sử của hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì thực ra nó đã ra đời khoảng hơn 30 năm nay rồi, được ứng dụng rất là mạnh ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Nhưng mà một lần nữa thì khi những cái gọi là cái công nghệ truyền thống đó, thì chúng ta ghi thông tin vào ở cái cấp độ sơ khởi nhất là như anh Dũng có nói, như anh Dũng anh đã nói giới thiệu là ví dụ chúng ta in lên bao bì, chúng ta đưa lên trên in ấn chẳng hạn, thì những cái đó nó rất là dễ để làm giả. Ở một cái cấp độ cao hơn là ứng dụng công nghệ thông tin, thì chúng ta ghi những cái thông tin vào một cái gọi là cơ sở dữ liệu truyền thống. Thì ngay cả như thế đi nữa thì chúng ta vẫn phải đối mặt với cái tình trạng là có những cái người làm gian lận người ta, hoặc là tấn công sửa đổi vào những cái cơ sở dữ liệu đã có, hoặc là người ta tạo ra những cái cơ sở dữ liệu tương tự như vậy để mà đánh lừa người tiêu dùng. Thì nó dẫn đến việc là chúng ta phải ứng dụng những cái công nghệ mới, ví dụ như công nghệ blockchain. Thì ở đây khi nói đến công nghệ blockchain, chúng ta thông thường chúng ta hay bị nhầm lẫn với lại ví dụ như tiền kỹ thuật số chẳng hạn, nhưng đó chỉ là một cái khía cạnh của cái công nghệ blockchain. Một trong những cái ứng dụng lớn nhất của công nghệ blockchain đó là về cái tính chống xóa sửa. Một khi chúng ta đã ghi dữ liệu vào trong cái cơ sở dữ liệu và được bảo vệ bởi cái công nghệ này, thì việc tấn công xóa sửa gần như là không thay đổi được. Ở đây tôi vẫn hay dùng một cái ví dụ nó rất là vui, rất là dễ hiểu, đó là ở một cái cơ sở dữ liệu truyền thống, khi chúng ta thay đổi từ số 9 sang số 10 thì cái người dùng người ta chỉ nhìn được đây là số 10, hiện tại là số 10, người ta không biết được trước đấy là con số mấy. Nhưng khi đối với công nghệ blockchain, khi chúng ta thay từ số 9 thành số 10 thì người dùng người ta vừa nhìn được hiện tại là số 10 và người ta vừa kiểm chứng được lúc trước đó là con số 9. Đối với những cái công nghệ như công nghệ blockchain chẳng hạn, khi chúng ta đặt định cái danh tính riêng cho sản phẩm, thì bản thân mỗi một sản phẩm đó nó có mang một cái gọi là chứng minh nhân dân dành ra cho sản phẩm đó riêng. Từ đó nó dẫn đến việc là khi người tiêu dùng người ta scan vào sản phẩm, người ta đọc được đây chính là cái sản phẩm và thông tin được bảo chứng bởi công nghệ blockchain. Thì khi có những cái mạng lưới mà phức tạp như vậy, thì đâu là những cái vấn đề mà nhức nhối nhất về vấn đề về thông tin, về làm sao để kiểm chứng, thì làm về thanh toán nữa. Ví dụ như mình bán cho thương lái số 1 xong rồi, thương lái số 1 lại tiếp tục đi tiếp nữa, thì đâu sẽ là những cái vấn đề và những cái khó khăn mà thường mà các công ty như các anh sẽ bị gặp phải? Thì riêng với sản phẩm đặc thù của bọn tôi của Đức Phan thì đòi hỏi các quy trình về kiểm soát cũng như là chứng nhận cũng như là bàn giao nó khá là nhiều các cái bước để đảm bảo rằng là cái thành phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Nếu có thể là có những công nghệ nào đó giúp chúng tôi giảm bớt các cái công việc gọi là giấy tờ chân tay cũng như là các quy trình được lập lại tự động, đồng thời xác nhận được các quy trình đó được thực hiện đúng đủ, thì chắc chắn rằng là đầu tiên là về chất lượng sản phẩm cũng sẽ được đảm bảo, và cuối cùng là cái thành phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng là được an tâm, người tiêu dùng an tâm tuyệt đối, và sẽ giúp cho trải nghiệm người tiêu dùng là tốt nhất. Nên bài toán của chúng tôi là bài toán đảm bảo được toàn bộ quy trình, toàn bộ chuỗi quy trình của chúng tôi được xác thực và làm đúng làm đủ. Cái giải pháp mà hiện nay Radical Solution đang cung ứng cho thị trường ấy, về xuất khẩu nông sản ấy, thì nó là một chuỗi các cái kết nối các cái nhà cung ứng khác nhau. Ví dụ như là nhà vườn họ thu hoạch, sau đó họ bảo quản, thì lại một cái đơn vị vận chuyển đến cái kho bảo quản, rồi từ cái kho bảo quản đó bắt đầu là xếp lên xe để vận chuyển đi xuất khẩu. Thế thì toàn bộ những cái thông tin như vậy là hiện nay thì gần như là đang phải thực hiện theo một cách gọi là không hề có tự động hóa đó. Thế nên là trong cái chuỗi cung ứng về xuất khẩu các cái sản phẩm nông sản này, thì thực sự là cái phạm vi và cái bài toán mà bọn mình phải đối mặt và bọn mình mong muốn tìm hiểu hay là mong muốn có một cái giải pháp để nó kết nối tốt hơn ấy, thì rất là thuận lợi trong cả một cái chuỗi vận hành về logistics.
trong cái công đoạn mà thu hái nhà máy, thu hái nông sản từ từ vườn và vận chuyển về kho trữ lạnh tạm thời chẳng hạn. Thế thì hiện nay cái đấy đang là một cái hộp đen. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc của mình nó sẽ bị đứt đoạn từ vườn trồng, người thu hoạch. Sau đó thì cái công đoạn mà vận chuyển là hiện nay là không hề có một cái đơn vị nào gọi là đang dùng cái giải pháp nó phù hợp. Ví dụ như là dùng cái xe vận chuyển bao nhiêu tấn, rồi hệ thống hệ số chất xếp sản phẩm ở trong xe như nào để đảm bảo là nó không bị đè nén, nó không bị móp mép cái quả đó, để có thể là bên ngoài thì không sao nhưng bên trong thì có thể là nó làm cho thay đổi cái chất lượng. Cái nhiệt độ trong suốt cái quá trình mà vận chuyển từ cái nông trại đó về cái kho lưu trữ chẳng hạn. Thế thì hiện nay đã có các giải pháp về IoT, thế nhưng mà các cái dữ liệu này nó không hề được kết nối và nó không hề được tập trung về một cái hệ thống để theo dõi. Đó, ví dụ như là bác chỉ quản lý cái phần vận chuyển thôi, bác chỉ set up cái thiết bị IoT đó là vận chuyển từ vựa trồng về đến cái kho trữ lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đó, thế là xong, cái dữ liệu đấy nó dừng ở đó. Và cái dữ liệu đấy nó lại không được kết nối tiếp vào cái công đoạn là vận chuyển đến biên giới, rồi từ biên giới đó thì bắt đầu vận chuyển giao qua biên giới và đến người mua cuối cùng như thế nào. Thế vấn đề thứ hai là gì? Cái data và cái dữ liệu của người mua hiện nay cũng vậy. Tức là các chủ hàng nhà mình hiện nay cứ xuất ra khỏi vườn bán, và những cái người mua ấy, thì sau này họ có thể 1 năm sau họ quay lại mua hoặc 6 tháng sau họ quay lại mua, thì họ cũng không hề được xuất hiện ở trong cái data của cái chủ hàng. Dẫn đến cái chuyện là lúc này cái người chủ hàng cũng không biết là sở thích hay là các yêu cầu của người mua đó như thế nào. Chris nghe có một cái thông tin, hai cái đề bài rất là hay hồi nãy anh Hùng có nói lên ấy, là cái thứ nhất là cái vấn đề về IoT, các cái dữ liệu đầu ra của một cái hệ thống IoT giống như là chụp về hình ảnh, cảm nhận về nhiệt độ, rồi về tất cả các thứ, cái đó là cái thông tin thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là đâu đó là thông tin của cái KYC của người mua, của người nhập, hay là thậm chí là các cái đánh giá, chẳng hạn các đánh giá về sản phẩm. Thì hiện giờ với cái công nghệ blockchain của mình có thể lưu trữ các thông tin đó một cách nó tốt được không ạ? Thì ở đây chúng ta biết là để nhằm ở trong một cái chuỗi cung ứng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái công đoạn trong một cái chuỗi cung ứng. Thì về để tương ứng với cái chuỗi cung ứng đó, cái việc truy xuất nguồn gốc nó cũng có những nhiều công đoạn nó liên quan đến cái chuỗi cung ứng. Ví dụ như là truy xuất nguồn gốc bên trong là để theo dõi cái cách tạo ra sản phẩm, và cái truy xuất nguồn gốc bên ngoài là cái cách theo dõi cái đường đi của sản phẩm từ cái khâu hoàn thành sản xuất cho đến tay người tiêu dùng. Thì ở đây khi anh đề cập đến các vấn đề, ví dụ như là vấn đề về IoT, vấn đề về thông tin về KYC, vấn đề về loyalty system, thì đây là những cái hệ thống vốn dĩ là nó đang nằm rời rạc. Cũng tương tự như vậy đối với cái đề bài là khi người tiêu dùng người ta có cái nhu cầu và sau một thời gian người ta quay lại, thì liệu rằng chúng ta có học được cái hành vi người tiêu dùng không? Thì từ đó những cái thông tin đó nó liên quan đến chuyện là chúng ta phải tích hợp sâu chuỗi những cái hệ thống vào với nhau, và chúng ta cùng bảo vệ những cái thông tin quý giá này cũng như là làm cho nó có giá trị hơn thông qua những cái công nghệ ngoài blockchain, ví dụ như là AI, là máy học. Đấy, thì đây là những cái việc sâu chuỗi đấy hoàn toàn là một cái bài toán nó rất là lớn, nhưng không phải là không làm được. Chỉ là những cái công ty hiện nay chúng ta cần phải có một cái đội ngũ tương đối đầy đủ, cũng như là cái sự hiểu biết về chuyên môn của đặc định từng sản phẩm ở trên chuỗi cung ứng này, để chúng ta có thể sâu chuỗi nó lại một cách mượt mà hơn. Bữa nay thì nhân tiện chúng ta cũng hiểu thêm về công nghệ blockchain, thì đâu là những cái nguyên nhân mà chúng ta, các doanh nghiệp của các anh vẫn, thứ nhất là có thể là chưa tiếp xúc sâu với công nghệ này, hoặc là đâu đó nó có nằm trong dự định? Cái động lực để mà các cái business của mình cần sử dụng các cái nền tảng về blockchain hay để hỗ trợ, thì nó lại đôi khi nó lại không phụ thuộc vào cái ý chí chủ quan của các đơn vị vận hành cung ứng này, cụ thể là cái giải pháp của mình. Và bọn mình thì mong muốn là gì? Mong muốn là chủ hàng sản xuất hay là trồng ra các cái loại nông sản đó phải sử dụng. Mình cũng hỏi họ tại sao không áp dụng mạnh mẽ những cái công nghệ blockchain hay là công nghệ truy xuất nguồn gốc thôi. Là rõ ràng là thị trường nói chung của chúng ta là nó vẫn chưa có một cái tiêu chuẩn hay là một cái tiêu chí về chuẩn nào đó cho một cái dòng sản phẩm. Mình nói ví dụ như là cái quả xoài đi. Đấy, tiêu chuẩn của quả xoài để xuất khẩu sang thị trường châu Âu như thế nào, Trung Mỹ như thế nào, thì hầu hết là đã với các thị trường đó đều có cái yêu cầu report lại. Thế nhưng mà rõ ràng là các doanh nghiệp trong nước mình chưa hề có một cái tính hệ thống đó lại. Cái tính kết nối thông tin giữa các chuỗi giống như lúc nãy mình phân tích là nó đang cũng rất là bị hạn chế. Ở đây nó lại có thêm một yếu tố nữa là cái đơn vị gọi là cái đơn vị thương mại, cái đơn vị đứng ra trung gian để làm hoạt động mua bán đó, thì có khi tức là cái người mua đôi khi là họ, hoặc là cái đơn vị phân phối kể cả nội địa hay là quốc tế, thì có khi họ lại không sử dụng. Tức là cái chuỗi hệ thống thông tin của chúng ta ở đây nó đang bị đứt.
Thế còn một cái điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Là thị trường quốc tế thì người ta đã yêu cầu rất là rõ về cái tiêu chuẩn, về cái kỹ thuật hay là về cái đặc tính của sản phẩm rồi. Thế nhưng rõ ràng thị trường trong nước của chúng ta cũng chưa có những cái yêu cầu cụ thể này. À, nếu mà khi mà người tiêu dùng mà họ yêu cầu nhiều hơn, họ yêu cầu là gì? À, tôi phải scan mã vạch này, tôi biết quả xoài này được trồng ở chỗ nào, thì được đơn vị nào vận chuyển và được đơn vị phân phối nào thực hiện đưa nó đến cái hệ thống cây bán này thì họ mới mua lại. Thì ngay lập tức nó sẽ là một cái động lực yêu cầu những cái người sản xuất, chủ hàng, tất cả các đơn vị trong chuỗi phải đáp ứng theo. Cá nhân mình cho rằng là một trong những trở ngại lớn của việc mà các công nghệ mới như blockchain chưa được phổ biến rộng rãi trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là ngành nông nghiệp ở Việt Nam. Mình nghĩ là một là công nghệ này còn quá mới. Cái thứ hai là cái thói quen người tiêu dùng chưa quen cái việc là truy xuất hay là muốn tìm hiểu ngọn ngành về các thông tin về sản phẩm. Họ thông thường vẫn dựa trên kinh nghiệm rồi cảm quan và các cái gọi là sức mạnh của thương hiệu để người ta quyết định mua các mặt hàng nông sản. Cảm ơn anh Dũng về phần chia sẻ của mình. Thực ra em nghĩ các ý đó rất là sắc đáng à. Tại vì qua chia sẻ của cả anh Dũng và cả anh Hùng thì có đúng là rất là nhiều các cái vấn đề bản thân doanh nghiệp phải tự trải nghiệm và đưa ra những quyết định riêng của mình. Nhưng riêng về các cái vấn đề giống như là đồng bộ về thông tin, mã hóa, chuẩn hóa về các thông tin có thể đưa vào hệ thống để mà làm sao, ví dụ như là tiêu chuẩn như thế nào thì gọi đó là những sản phẩm đến từ Phú Quốc, những sản phẩm nào đến từ cầu đất chẳng hạn, đâu là những cái thông tin cụ thể mà các doanh nghiệp ở tại các cái địa phương này có thể bỏ vào để mà khi mà chúng ta xuất khẩu những cái thành phẩm đến từ những cái địa phương này, chúng ta có thể bảo vệ được cái thông tin đó. Thì đúng như anh Dũng và anh Hùng có chia sẻ thì có vẻ như những cái vấn đề đó không nằm gói gọn trong cái khả năng quyết định và cái khả năng xử lý của từng doanh nghiệp nhỏ lẻ, mà nó phải đến từ những cái cảm quan và những cái quyết định lớn hơn ở tầm chính phủ, ở tầm bộ ngành và sở, ví dụ như vậy. Thì cái sức cộng hưởng và cái độ phủ về chính xác về thông tin nó mới được hợp nhất à. Thì qua chia sẻ của anh Dũng và anh Hùng rất là hay, thì chắc là Chris xin phép dành một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Steve, đó là thông qua cái chia sẻ của anh Dũng và anh Hùng, thì là hai doanh nghiệp hiện tại đang ở Việt Nam và có hoạt động ở tại Việt Nam và cả ở nước ngoài, thì riêng bản thân dự án của anh Steve, sau khi lắng nghe những cái chia sẻ của anh Dũng và anh Hùng, thì anh có bản thân doanh nghiệp của anh đang có những cái kế hoạch cụ thể nào và có những mong muốn hỗ trợ thêm cho các cái doanh nghiệp ở Việt Nam hay không? Rõ ràng là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn hóa về mặt các cái mục thông tin. Thì về việc chuẩn hóa này thì chúng ta nên dựa trên những cái gọi là kinh nghiệm sản xuất của từng công ty, cũng như là cũng cái vùng mà người ta mua sản phẩm, cũng như là ví dụ như chúng ta xuất khẩu hàng đi châu Âu, chúng ta xuất khẩu hàng đi Mỹ hay đi Nhật, thì chúng ta cần tổng hợp lại những cái thông tin tùy thuộc vào những cái thị trường mà người ta muốn mua sản phẩm của mình, để từ đó chúng ta xác định là đâu là những cái thông tin quan trọng chúng ta cần ghi vào trong sản phẩm, ghi vào trong cái cơ sở dữ liệu, và từ đó chúng ta đưa ra dành cho không chỉ có người tiêu dùng mà còn có ví dụ như là cái đơn vị bạn hàng người ta mua ở những cái nước ngoài, hay là những cái đơn vị nhà nước liên quan khi họ cần có những cái kiểm tra về thông tin. Đồng thời là về việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm cũng như là cái thông tin của vùng sản xuất, đây cũng là một cái mà bức thiết cần phải làm. Thì những cái mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi có thể hỗ trợ được tất cả các cái doanh nghiệp sản xuất và các cái doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, đó là chúng tôi có thể cùng bắt tay nhau, cùng đưa ra cái thông tin này dựa trên những cái công nghệ mới một cách minh bạch, một cách rõ ràng hơn đến tay người tiêu dùng. Không chỉ người tiêu dùng mà còn có cả những cái đối tượng khác ở trên cái chuỗi cung ứng, ví dụ như là các cái đơn vị kinh doanh, các cái đơn vị phân phối hay là các cái đơn vị nhà nước người ta có cần kiểm tra. Thì chúng tôi cũng có thấu hiểu rất là rõ là các cái doanh nghiệp vừa trải qua cái giai đoạn khó khăn vừa rồi thì việc sản xuất kinh doanh nó đình trệ rất là nhiều. Cho nên là việc mà chúng tôi có hỗ trợ khuyến mãi thì cũng là một cái cách gián tiếp để giúp cho doanh nghiệp vực dậy một cách nhanh chóng hơn và phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Trước khi đi vào phần kết luận của chương trình ngày hôm nay thì chắc là xin phép anh Dũng và anh Hùng chia sẻ với các độc giả một lời khuyên rất là ngắn. Là với tư cách là hai người đứng đầu của hai doanh nghiệp, thì nếu mà các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng hoặc là nông sản như các anh đây, nếu họ có nhu cầu trải nghiệm hoặc là thử thách bản cái doanh nghiệp của họ trong cái quá trình mà ứng dụng các cái công nghệ vào, thì hai anh có thể cho họ một cái lời khuyên là nên bắt đầu như thế nào, nên có những cái thận trọng, những cái cẩn thận như thế nào? Mình cho rằng là như thế này, với nhiều doanh nghiệp ấy, và với những nhiều người đứng đầu doanh nghiệp ấy, thì cái quá trình mà
chúng ta vẫn hay gọi trong thời gian gần đây là chuyển đổi số, các doanh nghiệp của chúng ta đều đâu đó data chúng ta đều có, thế nhưng mà nó đang được để giải rác ở chỗ nọ chỗ kia, ở bộ phận nọ bộ phận kia, và đặc biệt là cũng có thể nó lại data của một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ nó lại nằm ở một số người key person ở trong từng cái công đoạn. Mình thì mình cho rằng là gì, công nghệ nó sẽ giúp cho một cái chuyện là gì, clear hóa và minh bạch hóa được tất cả những cái thông tin này, và để làm gì, để không doanh nghiệp cũng không bị lệ thuộc vào một vài cá nhân. Cái dữ liệu này cần phải được hệ thống hóa lại đó. Thì cái lời khuyên của mình đối với các doanh nghiệp mà trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm bất kể một cái hoạt động về chuyển đổi số hay là ứng dụng một cái công nghệ nào đó, thì chúng ta nên dành thời gian để chúng ta hệ thống lại, hệ thống các cái hệ thống thông tin của mình đang có là nó phù hợp với lại cái hoạt động, cái vận hành của doanh nghiệp của mình. Trong từ đó mình sẽ xác định được ra cái điểm mấu chốt của vấn đề là chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm nào. Cái chia sẻ đó là rất là hay ạ. Thì em xin tóm tắt nó lại thành một ý, đó là chắc có thể nói nó là gọi là chuẩn hóa thông tin đầu vào của hệ thống đi ạ. Đó, để cho các cái doanh nghiệp họ hiểu là ra rất là đúng, anh hệ thống có hay đến cách mấy và nhưng mà thông tin đầu vào không chính xác, thiếu chỗ này thiếu chỗ kia thì hệ thống có blockchain hay không blockchain thì thực ra cũng không có giải quyết được vấn đề cho lắm. Thì mình có một cái nhắn nhủ nhỏ với tất cả các bạn anh em mà đang tham gia cùng với con đường này, hành trình này bọn mình ấy, là phải rất là tự hào với những gì mình làm, phải tự hào với nông sản, với sản phẩm của Việt Nam. Tin rằng là tất cả những việc mình làm là đang giúp cho nông sản, thương hiệu nông sản Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam mà có thể đi xa, đi nhiều nước trên thế giới. Với cái niềm tin đó thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tử tế, nhiều doanh nghiệp mà các bạn trẻ giỏi giang tham gia cùng với Dũng, cùng với anh Hùng, cùng với anh Nam, cùng với các bạn trên cái hành trình đặc biệt này. Thực ra anh Dũng chia sẻ ý này em thấy hay quá. Nói chung là nó không quá gần với cái gọi là cái yếu tố về công nghệ, nhưng mà em nghĩ nó rất là hay, bởi vì chúng ta đang cố gắng minh bạch về thông tin, đúng không ạ? Chúng ta đang cố gắng bảo vệ cái nguồn gốc sản phẩm đến từ Việt Nam. Thì trước hết anh Dũng nói cái này rất quá hay, em rất là tâm đắc, là trước hết bản thân các doanh nghiệp của chúng ta phải tự hào về sản phẩm đến từ Việt Nam trước cái đã. Bởi vì nếu mà chúng ta không tự hào sản phẩm đến từ cầu đất, chúng ta không tự hào sản phẩm ví dụ như nhãn Hương Yên, thì không việc gì chúng ta phải bảo vệ cái thương hiệu nó cả, bảo vệ cái thông tin của nó cả. Rồi thì chắc là thời lượng chương trình của chúng ta hôm nay đến nay nó cũng sắp hết. Thì để em xin phép được tóm tắt lại cái buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay là như sau. Qua chị chia sẻ của anh Dũng và anh Hùng, là hai doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng giống như là chuỗi cung ứng, thì chúng ta cũng đã hiểu ra được một số các cái vấn đề tồn động của cái ngành nghề này. Thậm chí rất nhiều vấn đề đã tồn động trước cái mùa dịch Covid nữa kìa. Nhưng trong mùa dịch Covid đôi khi những cái vấn đề này nó còn nhức nhối hơn nữa. Thì bên cạnh những vấn đề như thế này thì cả anh Dũng và anh Hùng đều đã công nhận là những công nghệ mới, ví dụ như IoT, như là blockchain ở chỗ Wildtrace của anh Steve, những cái công nghệ này thực sự họ có thể đem lại những cái giá trị mới, những cái sự xác minh về thông tin, sự minh bạch dành cho các sản phẩm, và thậm chí tối ưu hóa cái quy trình hoạt động của những cái doanh nghiệp như là anh Dũng hoặc là anh Hùng. Kết thúc chương trình đó thì anh Dũng với anh Hùng cũng đã chia sẻ hai cái lời khuyên rất là hay dành cho các doanh nghiệp mà chuẩn bị cho cái quá trình chuyển đổi số của mình. Đó là thứ nhất là chuẩn bị đầu vào của thông tin thật là tốt, và thứ hai là hãy rất là tự hào về các cái sản phẩm mà chúng ta đã làm ra. Và em xin phép chốt nữa là hồi nãy anh Steve anh cũng có hứa là các cái doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực này thì công ty Wildtrace cũng sẽ có tư vấn, và có dùng từ khuyến mãi chứ không chính xác, mà gọi là hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái mùa dịch Covid như thế này. Một lần nữa thay mặt VnExpress và chương trình Startup Việt, thì buổi thuyết trình chia sẻ online của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã đến phiên kết thúc. Thay mặt ban tổ chức là cảm ơn anh Dũng, anh Hùng và anh Steve Nam về cái sự chia sẻ, những sự chia sẻ rất là gần gũi và rất là thích của anh. Và một lần nữa cảm ơn các diễn giả đã có mặt trong buổi ngày hôm nay, và chắc là hy vọng anh em mình sẽ cố gắng gặp nhau sớm để mà bàn về những cái vấn đề chuyển đổi số. Xin phép là Chris xin phép hiến một cái ví dụ là tại sao anh Dũng không đưa cái nông sản của anh Dũng lên trên nền tảng Wildtrace và dùng cái platform của anh Hùng để xuất khẩu trà ô long qua Trung Quốc. Thế thì cả hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay là đều có thể hoạt động được với nhau và đều có thể là nằm trên một cái chuỗi cung ứng, đúng không ạ? Cảm ơn cái ý kiến của Chris rất là tuyệt vời, và cũng rất là cảm ơn các khán giả độc giả VnExpress hôm nay dành thời gian, và cũng hy vọng là các bạn cũng có thu hoạch cho mình được đâu đó
những cái thông tin bổ ích mà từ Chris phân tích này, rồi từ các diễn giả có thể chia sẻ. Xin chào các bạn. Xin chào các anh ạ. Và như thế thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Một lần nữa, thay mặt VnExpress thì Chris rất là cảm ơn các độc giả đã theo dõi cho đến giờ cuối của chương trình. Hy vọng là các bạn đã có rất là nhiều các thông tin bổ ích xoay quanh các vấn đề về nông nghiệp, chuỗi cung ứng, cũng giống như là cụ thể hôm nay chúng ta đã có trao đổi nhiều về công nghệ blockchain. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau và nói về những cái vấn đề khác. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hãy hết sức là an toàn trong mùa dịch COVID này. Xin chào và cảm ơn.